Thông tin vui nhất trong ngày hôm nay có lẽ là việc giá xăng dầu giảm mạnh sau chuỗi ngày lên như diều gặp gió. Đến nỗi nhiều người hài hước chia sẻ, giờ thì có thể vào cây xăng dõng dạc hô to, đổ tràn ra đường luôn cho em. Việc điều chỉnh giảm giá xăng và dầu từ 0 giờ ngày hôm nay là kết quả cộng hưởng của hai nguyên nhân chính. Thứ nhất đó là giá dầu trên thế giới đang giảm nhiệt. Thứ hai là việc thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường chưa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Đúng 0 giờ ngày 11 tháng 7, giá xăng E5 RON 92 trong nước được điều chỉnh giảm hơn 3.100 đồng, xuống còn 27.788 đồng một lít. Xăng RON 95 còn 29.675 đồng một lít. Đây là lần giảm thứ hai trong 10 phiên điều chỉnh gần nhất. 8 lần còn lại giá mặt hàng này đều tăng và phá vỡ nhiều kỷ lục. Mức giảm hơn 3.000 đồng một lít là mức giảm rất mạnh, tương đương khoảng 10% giá bán lẻ. Từ trước đến nay, mức giảm này chỉ ít hơn so với phiên điều chỉnh cuối tháng 3 năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong phiên điều chỉnh khi đó, xăng E5 RON 92 giảm tới 4.100 đồng một lít, xăng RON 95 giảm 4.252 đồng một lít. Các chuyên gia cho rằng, hai lý do chính kéo giá xăng trong nước giảm hơn 3.000 đồng một lít đến từ việc giá xăng thành phẩm thế giới giảm 12% và thuế bảo vệ môi trường giảm kịch khung còn 1.000 đồng một lít. Nhìn lại hơn nửa năm qua, cùng với giá xăng, từ quả trứng, chai nước mắm, bình ga, miếng thịt, đến cả rau muống, loại rau dễ trồng, mau lớn và bình dân, nhiều khi chỉ đắt hơn cỏ, mà giờ phải ăn dè chia đôi. Khi sức cùng lực kiệt với 2 năm dịch bệnh, và khi những cơn bão giá khiến người dân có cảm giác đi chợ mà cứ như bị rơi mất tiền, thì việc giá xăng dầu giảm mạnh sau 7 lần phá mốc lịch sử khiến người dân thở phào. Ngay từ nửa đêm, tại nhiều cây xăng ở Hà Nội, người dân tài xế xếp hàng chờ đến giờ điều chỉnh giá để mua. Một lái xe Grab chờ đổ xăng chia sẻ. Vừa rồi, xăng tăng, cứ 2 ngày một lần, anh trả hơn 1 triệu đồng cho một lần đổ đầy bình. Giờ xăng giảm hơn 3.000 đồng mỗi lít, anh tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể, từ 50-60.000 đồng. Bấy nhiêu đó cũng đủ mua được một hộp sữa cho con. Lái xe khách, người lao động ngoại tỉnh, người mua bán đưa hàng cho các chợ đầu mối cũng chờ mua xăng đầy bình trong kỳ điều chỉnh này. Ai cũng mừng vì giá giảm, bởi bớt được đồng nào thì quý đồng nấy. Xăng dầu giảm giá là giảm được chút lo toan cuộc sống, thêm được những bữa ăn, những bộ quần áo hay hộp sữa cho con. Thưa quý khán giả, sau vụ việc chủ tịch tập đoàn FLC và Tân Hoàng Minh bị Bộ Công an bắt giữ về những sai phạm, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một người đứng đầu tập đoàn lớn bị cấm xuất cảnh. Từ hôm qua, thông tin này tiếp tục trổ lên trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Liên quan vụ việc này, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết đã xác minh và chuyển hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật đối với Tô Vĩ Hoàng, 38 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Quang được xác định là có hành vi đưa thông tin thất thiệt liên quan đến tập đoàn Vingroup, ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tác động xấu đến thị trường chứng khoán. Hiện cơ quan chức năng cũng xác minh làm rõ xử lý 9 người khác tại 7 tỉnh thành vì đưa thông tin thất thiệt về ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup. Bộ Công an đề nghị mọi người dân không tin, không nghe, không lan truyền các thông tin thất thiệt, tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Thưa quý khán giả, do ảnh hưởng thời tiết xấu, mưa gió giật mạnh, sóng lớn trên biển, sáng nay các chuyến tàu cao tốc từ thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên ra thành phố Phú Quốc Kiên Giang và ngược lại đều tạm ngừng hoạt động. Đại diện công ty cổ phần cao tốc Superdome Kiên Giang cho biết, do gió giật mạnh không an toàn nên các chuyến tàu cao tốc chạy từ thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên đến thành phố Phú Quốc, quốc ta từ thành phố Rạch Giá đến Nam Du, huyện Kiên Hải và ngược lại được tạm ngưng hoạt động trong hôm nay. Tùy vào diễn biến thời tiết trong những ngày tới mà xem xét cho các phương tiện chạy lại để phục vụ người dân. Thưa quý khán giả, ngày trước thì người dân thường kiên kỵ sầu riêng không nên trồng trước cửa, không trồng gần nhà vì chữ sầu nó ám, gợi nỗi buồn, những điều không hay, nên thường là phải trồng ở khuất xa xa, sau nhà. Nhưng giờ thì sầu riêng lại mang đến niềm vui chung vì giá trị kinh tế mà nó mang lại. Và từ hôm nay 11 tháng 7, loại trái cây vô này chính thức được xuất khẩu chính ngạch qua tất cả các cửa khẩu của Trung Quốc. Ngày 11 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký nghị định thư có hiệu lực trong 3 năm.
Khi sầu riêng tới cửa khẩu, Hải quan Trung Quốc sẽ kiểm tra giấy tờ, hồ sơ liên quan và hoàn tất quá trình kiểm tra kiểm dịch. Những lô hàng sầu riêng từ các vùng trồng hoặc cơ sở đóng gói không đăng ký sẽ không được nhập khẩu vào thị trường này. Trung Quốc yêu cầu tất cả vùng trồng cũng như các cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu phải được đăng ký bao gồm tên, địa chỉ và mã số. Trước khi phát hiện có sản phẩm không tuân thủ yêu cầu của nghị định thư có thể truy xuất nguồn gốc một cách chính xác. Tất cả vùng trồng đạt chuẩn phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt theo chuẩn GAP, phải giám sát sinh vật gây hại, phòng trừ bằng hóa chất, hoặc là sinh học và các biện pháp khác. Vài năm trở lại đây, nuôi dê trở thành mô hình kinh tế được nhiều nông dân lựa chọn. Cái lợi nhất theo nhiều bà con là có thể kết hợp giữa nuôi và trồng, tận dụng cây và lá vườn như phụ phẩm nông nghiệp, cỏ, lá cây làm thức ăn cho dê. Trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi tăng cao như hiện nay, mô hình này tính ra là dạng cả đôi đường, vừa tiết kiệm chi phí, tăng đồng lợi tối đa. Chuồng dê của ông Nguyễn Quang Tuấn ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ có khoảng 45 con, chủ yếu là dê sinh sản. Tất cả được ông tận dụng cỏ, lá mít, mít non, rau muống sẵn có trong vườn để làm thức ăn. Ở đây thì nuôi dê đây chủ yếu cho nó ăn tận dụng của cây cỏ của vườn á. Chẳng hạn tất cả những cỏ gì mà nó ăn cũng được. Thứ hai nữa là mình phụ thêm lá mít hoặc rau muống, vì trái mít, những cái loại dạt á. Theo ông, dê con từ lúc dứt sữa khoảng 13 đến 15 kg một con. Sau khi nuôi khoảng 6 tháng có thể đạt trọng lượng từ 25 tới 30 kg là xuất bán. Còn để nuôi sinh sản phải mất ít nhất 11 tháng, bình quân 2 năm dê đẻ 3 lứa. Hiện giá bán dê cái con khoảng 2 tháng rưỡi tuổi ở mức 3 triệu đồng một con, còn dê thịt từ 120 đến 150 ngàn đồng một kg. Nhờ tận dụng cùng phế phẩm trong vườn nhà làm thức ăn mà lợi nhuận của nông dân hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Thấy thì thức ăn công nghiệp thì một thứ nhất là nó bị dễ bị béo phì, thứ hai là con dê nó khát nước và nó khó khăn lắm mà nó cũng ưa bị bệnh, mà thứ hai là mình không có cho ăn nó nổi, là cái chỗ là mình con dê nó chậm lớn mà mình cho nó ăn như vậy thì mình không có lời, cho nên mình cho tận dụng cái nội khí trong vườn mình gì cho nó ăn đấy à. Huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ có hơn 8.500 hecta cây ăn trái các loại. Trong đó có nhiều loại cỏ, lá cây, trái cây được thải ra từ quá trình chăm sóc vườn, cắt cành, tạo tán, tỉa trái. Có thể dùng làm thức ăn để nuôi dê. Tận dụng nguồn cây nhà lá vườn dồi dào này, nhiều nông hộ phát triển đàn dê số lượng lớn theo hướng vừa tiết kiệm chi phí, vừa tăng đồng lợi. Tin tức Mekong đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.